chào các bạn. Hôm nay bạn chó, bạn mèo và bạn bò sẽ đi thuyền để qua sông nha. Chà chà, đây là một cái thuyền rất lớn nè. Chà, bạn chó ngồi bên đây. Đó, bạn chó ngồi bên đây nha. Từ bạn chó ngồi bên đây, ngồi trên xe trên này. Đó, ngồi bên đây nha. Đó. Nào, đến bạn mèo Doraemon ngồi bên đây. Chà chà. Bạn mèo ngồi đây, đó. Tiếp theo, mời bạn bò sữa. Mời bạn ngồi đây. Đó. Đó, xuống đây. Mời bạn voi. Bạn voi ngồi đây nào. Và mời bạn gà. Bạn gà ngồi đây nhá. Đó, bạn gà ngồi đây. Đó, bạn gà ngồi đây. Để cho bạn bò ngồi đây. Và bạn voi. Bạn voi sẽ ngồi đây nhá. Đó. Bạn voi sẽ ngồi cạnh bạn chó này. Chà, bạn voi màu hồng đã ngồi đây, ngồi gần mèo Doraemon. Đấy, vậy là chúng ta có một chuyến đò, một chuyến tàu có đầy hành khách rồi này. Sao này, hành khách có bạn, hành khách của chúng ta có bạn chó là một nè, bạn gà là hai nè, bạn mèo là ba nè, đó, bạn voi hồng nè là bốn nè, bạn bò sữa là năm, và bạn voi xanh là một sáu nè. Úi, thuyền chúng ta bắt đầu đi nhá. Đấy. Ngoài sông có sóng đấy nhá, đi cẩn thận nhá. Cẩn thận cá đố, cẩn thận cá đố, cẩn thận cá chim tàu nhá. Nào. Thế. Bạn voi đứng đấy, đấy, chà chà, đấy. Nào, bạn Doraemon gõ trống cho các bạn cùng vui trên thuyền với nhá. Nào, bạn dây co để gõ trống nha, nào. Đấy. Doraemon vừa đi vừa kêu gõ trống. Tuyệt vời chưa? Doraemon vừa đi thuyền vừa gõ trống đấy nhá. Đó. Tuyệt vời không? Thuyền đi nào. Đấy, thuyền đi rất là chòng chành nha. Các bạn đang đi trên sông có rất nhiều sóng lớn, gió to nha. Đó. Sóng to quá, sóng to quá, đi cẩn thận nha. Sóng to quá, đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha, nào, đi cẩn thận nào. Sóng to quá. Nào, thôi, đến bến rồi. Các bạn lên trên bến nha. Bạn bò sữa lên nào. Bạn chó cũng lên nào. Bạn gà lên nào. Nào, bạn mèo lên khỏi bến nào. Và bạn voi lên thuyền, lên trên bến nào. Đó, và thuyền chúng ta bây giờ lại là thuyền không. Vậy là chuyến đi đã thành công rồi. À, chào các bạn nhá.